Xin chào anh chị, em tên An, em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Hôm nay em có mặt tại đoạn này thì gần chợ Tam Phước anh chị. Chợ Tam Phước đó, mình đi vô đây khoảng 700m nha đó. Hôm nay em gửi tới anh chị một miếng đất giá rẻ luôn à, cho anh chị em mình xây cất nhà ha. Có thổ cư anh chị, 50m thổ cư với tổng diện tích là 133m, chiều ngang 5, hậu của mình 5 luôn. Mình dài là 26m ha anh chị. Mặt tiền đường bê tông nè. Đó. Mặt tiền đường bê tông, đường này thì xe qua lâm chạy thoải mái nha. Còn xe taxi nhỏ, mấy chiếc i10 mà i10 anh chị, Monin nữa, mình có thể vô được á. Đó. Phía trước đất anh chị xem ha. Dân đây thì đông lắm anh chị ơi. Dạ, chiều ngang là từ đây, ngang qua là 5m, chiều dài là 26. Đó, hậu cũng 5m, giá với căn nhà anh chị 50m thổ cư nha. Anh chị em công nhân nào mình đi làm khu công nghiệp Gia Long á, từ đây mà đi khu công nghiệp Gia Long là tầm khoảng 5 cây số. Đó, mình về đây mình xây cất nhà ha. Thì chợ thì chợ Tam Phước. Đó, thì bờ cánh bên đây thì mình vào trung tâm của thành phố Bến Tre là tầm khoảng 5 cây nữa là vào được ngay trung tâm luôn. Ngay đầu đường thì có rất là nhiều hãng xe anh chị, Hyundai, Toyota, Mazda đồ á. Khu vực này thì em thấy đang rất là phát triển luôn anh chị. Vùng ven của thành phố Bến Tre ha, vào trung tâm là chỉ vài cây số à. Giá là 360 triệu, 360 triệu nha anh chị. Giá đây anh chị mình sở hữu á, hiện tại là sổ sẵn 133m², có 50m thổ cư. Đó, trên đất thì mặt bằng này anh chị về mình phải san lấp lại nha. Đó, mình đổ thêm khoảng chục mười mấy xe cát vô. Mặt bằng hơi thấp nha anh chị, nhưng bù lại thì dân đông, giá thì rẻ. Đó, chỉ có 360 triệu à. Có hữu cư nè. Đường thì đường đa anh sạch sẽ anh chị. Đường này vô trong nhà đây còn nhiều nhà lắm. Không khí đây mát mẻ trong lành. Dạ. Dạ rồi, bây giờ em đi từ đây em chạy ra ngoài cho anh chị mình xem nha. Dân cư tiện ích ra sao, mình ra tới ngoài chợ chợ Tam Phước luôn á anh chị. Dạ, mình đi thôi anh chị ơi. À, còn một chi tiết hôm nay nãy em quên nói với anh chị là kế bên đất mình có mộ nha. Dạ. Trời mới vừa mưa xong á anh chị ơi. Mưa lớn lắm. Dạ, 360 triệu nha anh chị. Dân cư đông ha, gần chợ. Có thổ cư đó, mình về đây xe cất nhà thoải mái luôn rồi. Đây có chốt văn phòng nè anh chị. Ở đây thì đường lộ lớn, đường này khoảng 4m à. Tam Phước nè anh chị ơi, hồi nãy em có nhắc tới ha. Mình ra đây tầm 700m. Đó. Khu vực cây chợ thì rất là sung túc luôn. Buổi chiều mà anh chị mình công nhân mình đi làm về đây á, ghé chợ anh mua đồ ăn ha. Đó, tìm tập quá nè, rau củ quả, trái cây. Đầy đủ các tiện ích luôn anh chị ơi. Để đường dưới lên to. Hướng này là mình vào thị trấn Châu Thành nha anh chị.
đi khoảng vài trăm mét nữa vào được ngay trung tâm của thị trấn luôn rồi, đi khu nghiệp Gia Long nữa đó, ra cầu Rạch Miễu 1. Còn này là phía trước mình là mũi tàu á, nơi giao nhau giữa quốc lộ, đây là quốc lộ 60 cũ nè, bên kia là quốc lộ 60 mới, mình đi vào trung tâm của thành phố Bến Tre luôn nha anh chị đó, tầm khoảng 800 mét à, 800 mét đổ lại anh chị ra đây ha, kinh doanh rất là nhiều luôn, đầy đủ mọi mặt hàng ha anh chị. Dạ rồi, bye bye anh chị mình nha.